xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh của Giang Vlog nha. Thì hôm nay Giang sẽ ra video tiếp, là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách nấu con ba ba nấu chuối nha mọi người. Đó, đầu tiên là thằng em mình nó làm con ba ba nha mọi người. Đó, đầu tiên là nó phải lột da ra nha mọi người. Nó hồi nãy chặt đầu rồi, lúc chặt đầu mình không quay được, để lặt qua đây quay cho thấy con ba ba cho mọi người xem. Đó, ba ba này nhỏ mọi người, có ký 2 à mọi người ơi. tiểu đệ mới vô làm được có 1.5 tháng à. Rồi thì rồi một xíu nữa em tiểu đệ nó làm xong thì mình sẽ quay tiếp cách nấu cho mọi người xem nha. Đến nhà hàng 501, địa chỉ là 399 Huỳnh Văn Lỷ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương nha mọi người. Tiếp video nha mọi người. Thì hồi nãy tiểu đệ nãy mới làm 1.5 tháng là làm không được, nên giờ đổi cho cô em này làm 3.5 năm nha mọi người. Nhỏ nhỏ nhưng mà có vỏ. Từ từ thôi em ơi, tức tay là chết luôn á. Cứ chơi thôi chứ em này em làm 3.5 năm rồi cũng nhanh tay lắm nha mọi người. Mà làm món ăn thì trước tiên là mình sơ chế cho sạch sẽ. Đó. Thì xíu nữa em này ảnh chặt xong rồi mình sẽ quay tiếp cách nấu nha. Thì đây mọi người ơi, ba thằng đệ mình nó làm xong rồi, tiểu đệ nó làm xong nha mọi người. Đó, nó cũng chặt thành khúc lên từng miếng. Đó thì nguyên liệu gồm có ba nè, đây là chuối sạch, chuối mình luộc chín rồi mình đập dập mọi người. Đó thì nghệ nữa, nghệ với tiêu xanh, đây thì ăn với rau với đậu hũ với chuối mình cũng luộc sẵn rồi. Mình xếp cái dĩa rồi bắt đầu mình thực hiện nha mọi người. Giờ mình sẽ bắt đầu mình thực hiện nha mọi người. Giờ qua đây mình sẽ nêm nếm cho mọi người xem nha. Thì mình sẽ nêm hạt lên đây con 3 muỗng, còn ngọt 2 muỗng, mình cho mấy một xíu đường thôi nha mọi người. Đó, sẽ có
mẻ đó nha mọi người. Quay xác xác vô đây cho mọi người ta xem luôn đi. Mới thuê ekip đây mọi người. Sáng tả nó ba con lưỡi không biết được đâu mà. Đó, xong rồi mình tí nữa là mình cho chú xay vô luôn. Chú xay là nó có đậu sạch á. Rồi, cho khoảng 3 nước nha mọi người. Đó mình đợi ba chín xong mình ship ra dĩa à. Không quay thì cười anh không? Quay đạo diễn cái thôi. Mọi người thấy hay nhớ chia sẻ video cho mình nha, nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình là mình cảm thấy vui, có nhiều động lực mình sẽ ra thật nhiều video cho mọi người xem và mọi người học theo cách làm của mình. Các bạn thấy hay nhớ cho mình một like, đừng có chửi mình hay là nói mình làm rồi láo rồi thế này nọ nha mọi người. Chuẩn bị ăn xong rồi mọi người ơi, món này nấu nhanh lắm, khoảng chừng 60 phút là xong rồi. Mắc giai đoạn là chỉ có làm con ba là nó lâu hơn. Đó thì giờ mình sẽ ship ra dĩa cho mọi người. Rồi dần đi quăng mày đây, dần đi. Bây giờ mình sẽ trình bày là mình sẽ ship ra dĩa cho mọi người. Giờ mình sẽ trình bày là mình sẽ cho dĩa một ít. Kênh ủng hộ cho mình nha. Mình xin chúc tất cả các bạn xem video này thật nhiều sức khỏe nha. Bye bye.